tim mình không đập mạnh, không cảm xúc, không bấm, sẽ có rất nhiều người khác bấm. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 Mời bạn nữ. Mời em. Mình giới thiệu lớn lên cho bạn gái bên kia nghe luôn nha. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn gái bên kia. Mình tên là Bảo Long. Hiện nay mình đang là giáo viên mà mình năm nay mình 29 tuổi. Giáo viên dạy cái gì? Dạ, mình đang dạy môn vật lý, dạy ở cấp 3. Mình dạy bao nhiêu năm rồi? Dạ, em dạy được 7 năm rồi. Dạy ở trường nào? Dạ, em hiện chỉ dạy ở trung tâm thôi chứ em chưa dạy ở trường. Quê bạn ở đâu? Quê gốc của em là ở Thừa Thiên Huế. Còn hiện nay thì gia đình em đã vô đây lâu rồi. Mời bạn gái. Mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Lê Trần Phương Dung, năm nay em 25 tuổi. Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Quê em thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em đang là giáo viên. Giáo viên luôn. Dạ. Giáo viên dạy là cái gì em? Dạ, em dạy môn tiếng Anh. Dạy môn tiếng Anh lớp dạ. Mấy? Dạ, em dạy ở cấp tiểu học. Hay quá. Bao nhiêu ngày thầy cô giáo gặp nhau rồi đó. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của cô giáo là gì? Điểm mạnh của em là khá là nhiệt tình. Em hiếu thảo với bố mẹ. Rồi em rất là chung thủy. Còn ưu nhược điểm bạn? Dạ, nhược điểm của em là em suy nghĩ mọi thứ nó hơi bị đơn giản. Cái chuyện đó là cái bạn đó bạn muốn nói là như thế, nhưng mà em chỉ nhìn vào cái mặt chính diện của nó thôi. Đó. Nghĩa đen thôi, không cần nghĩ nghĩa bóng dạ, cho nó dạ, mệt, dạ, dạ. Đúng không? Thật ra là nó là một cái nhược điểm. Nữa là em khá là nóng tính. Với em thẳng quá, không thích là em sẽ nói ngay tại đó luôn. Mở màn lên em làm bộ giống như anh bên đó là học trò em đó. Anh nói cái gì em giữ ý em quát thử cho chị nghe coi nha. Coi cô giáo. Trời ơi, chị vậy trời ơi. Còn bạn trai, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì chắc em là người ít nói, trầm tính, dễ thông cảm với mọi người, với lại kiên nhẫn. Khuyết điểm của em là nhiều khi em cũng hay quên. Mẫu người bạn trai lý tưởng em muốn tìm là như thế nào? Cao cỡ 1m60 trở lên thôi. Có luôn. Biết quan tâm, biết lo cho gia đình và đặc biệt là phải hiếu thảo. Cái này là chắc chắn có luôn. Với mọi chuyện là phải nghĩ cho nhau một tí. Ví dụ bạn đó, hôm đó là trong trường có họp hay là có một cái bữa tiệc gì đó, thì nên nhắn tin cho em một tí là mình đi đó, mấy giờ mình về đó. Chứ còn đừng có mà đi không vậy đó, xong rồi mình cái đó sẽ rủ em đi theo được không? Mình suy nghĩ. Dạ được. Với lại là em cũng thích đi chung, chứ em không có thích mà bạn đó bạn đi xong cái bạn bỏ mình ở nhà. Bạn thích người đó như một cái hình tượng nào không? Dạ như ba em. Dạ ba em cũng cao cỡ 1m6. Ba em thương mẹ em lắm. Ba em cao mập lùn? Dạ mập. Có mập. Sao yếu xìu vậy? Mỗi cái em chia sẻ cho ba với mẹ, ba mẹ đều có một cái nhất quán chung. Quyết định như thế là cả nhà đều ok như thế. Coi như bây giờ em mà đi làm gì, bất cứ đi tuyển chồng cũng vậy, là phải đem về hội đồng thẩm định là cả nhà. Cả nhà đồng ý. Nói chung có mấy bạn nữ hay cứ tìm người yêu mình giống ba mình á, thì về cái có gì thấy chồng mình là la gì cũng sợ. Yên tâm đi ha, coi như người ta tưởng mình là ba, người ta rồi, sợ gì được. Cũng được chứ. Mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Nói chung tại vì em mập nên em cũng thích một bạn gái có tính, có hình dáng thon thả một chút. Dạ, với lại giống như tính cách của bạn nói thì em thấy tính cách bạn rất là hay, thẳng tính. Tại em không thích kiểu mà vòng vo, đã có gì thì nói thẳng với nhau. Anh xem coi thon thả thế nào nha. Chờ một phút. Dạ, oh. Chào cô giáo. Dạ em chào anh. Này là thả nè, ăn hơi thả chút xíu ha. Tại vì bữa giờ là do là em làm nhiều quá, cái thành ra là cái mức độ ăn của em nó không có vào cái giờ cố định. Nếu như mà lỡ mà có quen á thì em sẽ cố gắng em thon lại. Không được rồi, thế này cũng không đến nỗi ấy đâu. Xinh dạ. Dễ thương mà. Em phải bắt người phải giống như ba em mới được hả? Dạ không, nghĩa là giống chút chút là được rồi. Cỡ ba em 10 thì bạn đó khoảng 7 là được. Ba em có khó tính không? Dạ không, ba em dễ. Vấn đề chỗ bây giờ, thí dụ như giờ em với anh yêu nhau nè, hai đứa đồng ý bấm nút rồi, yêu đương nhau hết rồi mà dẫn về ba mẹ không đồng ý, tội nghiệp ảnh. Dạ ba mẹ em có đây. Thôi được rồi đó. Cặp này xứng mà.
Rảnh thì em đi xe đạp một vòng. À. Do tập mà cũng ăn nhiều nên nó cũng chưa ốm được. Kiếm chiếc xe đạp đôi á ha. Rủ nhau đạp xe đạp rồi tâm sự buổi sáng rồi cũng dễ thương. Sáng sớm 5 giờ hai chồng dậy đạp xe tập thể dục, 6 giờ về hai đứa quất hai tô phở về nhà ngủ giấc tới 8 9 giờ là được rồi. Dễ thương nè. Anh cũng được cỡ đó rồi đó. Bây giờ nếu được á thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ anh thì nếu như thấy, em thấy mà nếu như hợp nhau thì có thể trong vòng khoảng 1 năm. Rồi mình muốn đẻ mấy đứa con? Em nghĩ thì cũng tùy thuộc theo kinh tế của hai vợ chồng đó chị. Thí dụ như hiện nay thì một đứa là được, nhưng mà thí dụ như trong tương lai công việc mình tốt hơn thì có thể hai đứa hoặc ba đứa. Ông mặt bằng này hai bạn dễ thương ha. Dễ thương chứ. Hợp ghê luôn á. Thôi bây giờ thế này nè, anh quan trọng nhất là cô bên kia thôi. Và chúng ta cho gặp ba mẹ cô ấy. Chào em Uyên Linh và Cát Tường. Cho cô hỏi về em đang ở đâu? Dạ nhà em ở quận 3. À ý cô muốn hỏi chính xác địa chỉ hả hay sao? Không, cô chỉ hỏi vậy thôi. Tại vì con này nó đi dạy xuống rồi, nó cũng đi nó dạy tới 9 giờ là nó. Ví dụ như sau này nó đi cái này vẫn đi dạy gì em có đồng ý không? Tại vì nó dạy thêm nhiều lắm. Thì em cũng dạy đa phần trong nhà thì em. Sao cũng... mà em được? Dạ con xin lỗi. Chứ. Dạ con cũng dạy đến 9 giờ đa phần cũng buổi tối. Khoảng một tuần thì khoảng 4 buổi tối là dạy đến 9 giờ. Nói chung là hai đứa dạy thêm suốt đó cô. Đưa đề bài chất vấn. Thưa anh Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Qua cái nhìn kéo trai đây thì tôi thấy là cái phong thái đầu tiên á, cái cảm nhận đầu tiên của một con người á, là thấy có nét phúc hậu. Tôi thì cũng là giáo viên. À, dạ. Cho nên cái cảm tính của tôi đối với nghề giáo tôi rất là mến. Cho dù nó không có giàu nhưng mà nó có cái nghĩa, cái tình trong cái cách sống và trong cuộc sống. Thì riêng cảm nhận của tôi thì tôi thích. Giờ chú nói chú đầu tiên là chú thích rồi đó. Nhà gái đã yên tâm, bây giờ đến nhà trai, em đi với ai? Ba mẹ em bị bận công việc nên em có nhờ bác với lại chú thím đi. À, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Thật sự là hôm nay á đi dự cái buổi này á thì tôi cũng rất là vui. Có được một cái chỗ, một cái vị trí để cho các cháu nó làm quen với nhau. Bây giờ nếu đánh giá cô gái thì tôi thấy là hai cháu là giáo viên cũng là thấy tốt. Cháu tôi á, thật sự cái ngành nghề của nó học không phải là giáo viên, kỹ sư ô tô. Nhưng mà khi ra trường đi làm giáo viên mà bây giờ gặp thêm một cô giáo viên nữa cũng rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ kéo màn để các bạn có thể nhìn nhau, nói chuyện với nhau. Kéo màn lên. Cảm ơn quà tặng em. Hy vọng em thích đọc sách. Dạ em. À, thì anh tặng em cuốn sách này cũng là một cuốn sách anh rất là thích. Tác phẩm Gió Lạnh Đầu Mùa của Thạch Lam. Nó nói về vấn đề tình người rất là nhiều. Thì hy vọng mình cũng có những cái giá trị đạo đức giống nhau. Dạ. Thì không biết là bình thường khi rảnh thì em thích làm gì ạ? Nghe nhạc, cũng có đọc sách. Em thích nghe nhạc loại nào? Dạ em nghe nhạc nó trầm tí, nó không có nhảy nhót nó... À, nếu vậy thì sở thích giống nhau. Rồi bạn gái hát tặng bạn trai một bài hát cho hay không khí. Anh đưa em theo với, cầm tay nhau và đưa lối. Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời. Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai. Quá xa xôi không anh ơi. Hay quá. Bạn gái hát rất là dễ thương. Giọng rất là dễ thương. Gái có ghen không? Dạ em có. Ghen dữ không? Dạ khá dữ. Nó không phải là dữ vô lý mà là em có cái giác quan thứ 6 rất là dạy. Kỳ kỳ cái là em biết liền à. Bạn kỳ kỳ em biết liền à. Nghe thấy sợ anh ơi. Bạn trai có lăng nhăng không? Dạ không, em trước giờ cũng bậy thôi chị. Nói chung nếu em thích ai thì tính em cũng thẳng thắn. Nhưng bạn trai có ghen không? Em chưa biết anh, em trải qua tình cảm cũng chuyện tình cảm cũng hơi ít. Nhưng mà em nghĩ là khi mà đã thương nhau thì chắc cũng sẽ có ghen thôi. Đúng rồi. À, kinh tế ai sẽ quản lý con cái mình? Không, dĩ nhiên là vợ rồi chị ơi, chứ em nhức đầu vấn đề tiền bạc lắm. Em quản lý được không bạn gái? Dạ được. Cảm nhận ngày hôm nay mình gặp nhau, mình cảm thấy như thế nào mình nói với nhau? Em cảm nhận bạn này rất là điềm tĩnh, đúng cái gu người mà em thích. Là không nói nhiều. Tại vì em nói nhiều hơn. Bạn cũng đúng ngành nghề em thích luôn. Dạ. Nhưng mà em muốn hỏi một cái là, ví dụ như em với bạn mà lỡ mà giận nhau á, bạn sẽ xử lý như thế nào? Anh em với anh. Nói chung anh thì cũng trải qua rồi thì anh thường là người xin lỗi trước. Cho dù chuyện có đúng hay sai gì đó thì cứ để từ từ. Vấn đề mình phải hạ cái nhiệt độ lúc đó xuống.
Dạ. Chịu vậy không? Dạ chịu. Rồi, bạn trai cảm nhận thế nào về bạn gái nãy giờ nói chuyện đó? Bạn gái rất là dễ thương, công việc cũng là đúng với cái công việc, trong những công việc em thích. Tại vì em cũng không thích mẫu bạn gái mà làm về công việc cái mảng ví dụ như kinh doanh. Nhùng nhon này là cải thiện được đúng không? Dạ. Thấy bạn cũng tính cũng dễ thương, vui vẻ, tính cách thì rất là hợp với những cái gì em suy nghĩ. Chỉ có vấn đề giống như ngoại hình thì em cũng nói chung em cũng đã nói từ đầu là em thích một cái mẫu người gái thon thả. Rồi, bạn gái, em muốn nói gì với anh không? Dạ, em thấy gặp nhau là có duyên rồi. Ví dụ sau này không có duyên gì khác thì mình vẫn là bạn được mà. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm. Bấm tức là các bạn đã trao duyên rồi đó. Một lần trao duyên là một lần rất khó nha các bạn. Tim mình không đập mạnh, không cảm xúc, không bấm, sẽ có rất nhiều người khác bấm. Chuẩn suy bị. Nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời. Em có bấm không? Có. Em bấm mà. Bạn ấy có một chút hốt hoảng, tức là bạn ấy đã có một chút cảm tình với anh này. Nào hãy nắm tay nhau. Cái nắm tay đầu tiên. Nói chị sợ em không bấm muốn chết luôn à. Em nói là em muốn người nhon. Cô chưa nhon lắm sao em vẫn bấm? Khi đã lên đây thì người phụ nữ người ta đã bỏ đi cái sự kiêu hãnh của người ta. Không thì cái đó không phải là em đánh giá hơi nghiệt ngã. Nhưng mà em thấy như vậy, chính vì vậy em sẽ đáp lại cái vấn đề như vậy. Và sẽ cố gắng cùng nhau. Vâng, dĩ nhiên sẽ cố gắng. Còn nếu như trong tương lai có những cái không hợp thì cái chuyện đó mình vẫn là bạn bè thôi chị. Nào hãy hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Hãy xin phép ba mẹ đi. Đó, cảm ơn. Bố đồng ý rồi đấy. Phải nhắm mắt để đó. Mà hưởng thụ. Nào. Cảm nhận. Hãy thật sự rung động bằng nụ hôn đầu tiên nào. Bắt mời đầu. Bạn nam. Em bình tĩnh chưa? Dạ. Đó. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú và một cái voucher giảm giá 25% khi các bạn mua nền Đồng Phú. Gửi tặng hai bạn một phần quà, đó là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.